Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất ngày hôm nay. Hôm nay là thứ Năm, ngày 28 tháng 4 năm 2022, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Trong bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin sẽ là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi trưa chiều ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Theo ghi nhận mới nhất ở thời điểm này, giá vàng trên thị trường thế giới tiếp tục suy giảm. Thời điểm này giảm gần 6 đô la Mỹ trên một ounce và với tỷ lệ giảm là 0,31%. Hiện tại thì đang giao dịch ở mức 1.879,80 đô la Mỹ trên một ounce. Với phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính đến thời điểm hiện tại, mức thấp nhất là 1.879,17 đô la Mỹ và mức cao nhất là 1.886,68 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ tiếp tục tăng quý vị và các bạn nhé, với tỷ lệ tăng hiện tại là 0,26%. Giao dịch ở mức rất cao là 103,262 điểm. Với thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin tăng nhẹ với tỷ lệ tăng là 0,65%, hiện tại đang giao dịch ở mức 39.500 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng nhẹ với tỷ lệ tăng là 0,21%, giao dịch ở mức 2,840% trên một năm. Đối với thị trường năng lượng thì giá dầu thô giảm khá mạnh, giảm 1,690 đô la Mỹ trên một thùng và với tỷ lệ giảm là 1,66%. Hiện tại thì mỗi thùng dầu thô đang giao dịch ở mức 100,370 đô la Mỹ trên một thùng. Quý vị và các bạn thân mến, trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới sau khi quy đổi tương đương 52,6 triệu đồng trên mỗi lượng, đây là mức giá thấp nhất trong vòng 2 tháng qua. Theo giới chuyên gia, đồng đô la Mỹ đang lên cao nhất kể từ tháng 1 năm 2017 do kỳ vọng thắt chặt tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã dẫn đến việc vàng giảm giá mạnh. Giá vàng vẫn có khả năng giảm tiếp trong thời gian tới dưới tác động của đồng đô la Mỹ. Các nhà phân tích của ngân hàng TD Securities đánh giá lãi suất càng cao thì càng khiến cho đồng đô la Mỹ càng có giá trị, do đó mà càng ít người muốn giữ vàng. Theo ông Mark DiGiacomo, chuyên gia kinh tế cấp cao ngân hàng Scotiabank tại Canada cho biết rằng vàng đang gặp khó vì chính sách tiền tệ của Fed nhưng giá vàng vẫn lạc quan do lạm phát cao, do đó mà vàng được dự báo sẽ tiếp tục quay quanh mốc 1.900 đô la Mỹ trên một ounce. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước thời điểm này, sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất ở thời điểm hiện tại trong phiên giao dịch buổi trưa chiều hôm nay, để quý vị và các bạn có thể tiện theo dõi và tham khảo thêm. Nhìn chung thì ở thời điểm này, giá vàng SJC trong nước cũng như là vàng nhẫn bục số 9 cùng với một số loại vàng nữ trang SJC khác thì đều quay đầu giảm. Tuy nhiên thì với mức giảm của vàng nhẫn bục số 9 thì mạnh hơn, hiện tại thì đang được niêm yết như sau. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.915.000, bán ra 6.985.000, giảm 200.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, hay là giảm 20.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. SJC Hà Nội mua vào 6.915.000, bán ra 6.987.000, giảm 20.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. SJC Đà Nẵng mua vào 6.915.000, bán ra 6.987.000, giảm 20.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. PNG Hồ Chí Minh mua vào 6.920.000, bán ra 6.990.000, giảm 10.000 ở chiều mua vào, giảm 15.000 ở chiều bán ra. PNG Hà Nội mua vào 6.925.000, bán ra 6.995.000, giảm 15.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.920.000, bán ra 6.990.000, giảm 10.000 ở chiều mua vào và bán ra. Doji Hà Nội mua vào 6.925.000, bán ra 6.990.000, giảm 5.000 ở chiều mua vào, giảm 10.000 ở chiều bán ra. Phú Quý SJC mua vào 6.925.000, bán ra 6.990.000, giảm 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.925.000, bán ra 6.989.000, giảm 11.000 ở chiều mua vào, giảm 10.000 ở chiều bán ra. Mê Hồng SJC mua vào 6.940.000, bán ra 6.970.000, giảm 15.000 ở chiều mua vào, giảm 25.000 ở chiều bán ra. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 6.925.000, bán ra 6.975.000, giảm 30.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra.
Ngân hàng SCB mua vào 6.910.000, bán ra 6.980.000, giảm 30.000 ở chiều mua vào, giảm 10.000 ở chiều bán ra. Ngân hàng TPBank Gold mua vào 6.925.000, bán ra 6.990.000, giảm 5.000 ở chiều mua vào, giảm 10.000 ở chiều bán ra. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.920.000, bán ra 6.992.000, giảm 15.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Tiếp đến là giá vàng SJC ở một số tỉnh, thành phố khác. Hiện tại thì giá vàng SJC ở một số tỉnh, thành phố khác cũng tiếp tục điều chỉnh giảm. Thời điểm này giảm 200.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, hay là giảm 20.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra dao động trong khoảng 720.000 đồng trên mỗi lượng. Hiện tại thì đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang mua vào 6.915.000, bán ra 6.987.000. SJC Cà Mau mua vào 6.915.000, bán ra 6.987.000. SJC Huế mua vào 6.912.000, bán ra 6.988.000. SJC Bình Phước mua vào 6.913.000, bán ra 6.987.000. SJC Biên Hòa mua vào 6.915.000, bán ra 6.985.000. SJC Miền Tây mua vào 6.915.000, bán ra 6.985.000. SJC Quảng Ngãi mua vào 6.915.000, bán ra 6.985.000. SJC Long Xuyên mua vào 6.917.000, bán ra 6.990.000. SJC Bạc Liêu mua vào 6.915.000, bán ra 6.987.000. SJC Quy Nhơn mua vào 6.913.000, bán ra 6.987.000. SJC Phan Rang mua vào 6.913.000, bán ra 6.987.000. SJC Hạ Long mua vào 6.913.000, bán ra 6.987.000. SJC Quảng Nam mua vào 6.913.000, bán ra 6.987.000. Cuối cùng là giá nhận bù số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Thời điểm này, giá nhận bù số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác quay đầu giảm khá mạnh trong khoảng từ 146.000 cho đến 350.000 đồng trên mỗi lượng, hay là giảm trong khoảng 14.600 cho đến 35.000 đồng trên một chỉ. Hiện tại thì đang được niêm yết như sau. Nhận bù số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ mua vào 5.460.000, bán ra 5.550.000, giảm 35.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Vàng 4 số 9 mua vào 5.430.000, bán ra 5.510.000, cũng giảm 35.000 ở chiều mua vào và bán ra. Vàng 24K mua vào 5.325.4.000, bán ra 5.455.4.000, giảm 34.700 ở chiều mua vào và chiều bán. Vàng 18K mua vào 3.947.9.000, bán ra 4.147.9.000, giảm 26.300 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Vàng 14K mua vào 3.027.7 nghìn, bán ra 3.227.7 nghìn, giảm 20.400 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Vàng 10K mua vào 2.112.9 nghìn, bán ra 2.312.9 nghìn, giảm 14.600 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Quý vị và các bạn thân mến, với những nội dung trên đã khép lại bản tin giá vàng mới nhất phiên trưa chiều hôm nay của chúng tôi. Mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn vào quả chuông ngay bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới chúng tôi tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.